Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở phần ôn tập của ba bộ sách Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức và Chân Trời Sáng Tạo ha. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở phần đề thi. Thì thầy đã ra cho các em hai đề của bộ Kết Nối Tri Thức rồi. Các bộ thì có thể tham khảo lẫn nhau các em nhé. Tại vì cái nội dung kiến thức của nó là gần như tương đối 2/3 là giống nhau rồi các em, cho nó không khác gì cả. Nên là thầy ra mỗi bộ sách là 2 đề, thì tổng cộng là 6 đề thì chúng ta sẽ tham khảo qua lại với nhau. Các bạn học Cánh Diều thì cũng có khả năng tham khảo ở bộ Kết Nối Tri Thức và Chân Trời Sáng Tạo và ngược lại các em nha. Như vậy thì bây giờ thầy chúng ta sẽ đi ở cái đề 1 của cái bộ Chân Trời Sáng Tạo. Thầy sẽ quay hết tất cả các đề này để chúng ta bấm dừng video lại, chúng ta chép đề và chúng ta tự làm trước. Ta tự làm trước nha anh em nha. Rồi chúng ta sẽ lấy xong. Cái chỗ đây là phép nhân em nha. Đây là phép nhân này. Còn đây là phép chia. Đây là phép nhân. Đó. Do thầy không có thời gian ngồi để đánh máy em, nên thầy mới nhờ. Đây là chữ của cô này, chứ không phải chữ của thầy đâu. Chữ thầy đâu mà đẹp dữ em ha. Đây là chữ của cô viết này. Ta nhìn thầy từ câu số 1 cho tới câu số 3. Từ câu số 3 cho tới câu số 5 nè. Câu số 7 nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi giải câu số 1 của đề 1 các em nha. Nếu như mà chúng ta giải được hết 7 câu của thầy ở trong cái đề này thì nói chung kiến thức của chúng ta khá là ổn, ta có thể tự tin ta đi thi. Nói tóm lại thì cũng không biết được cái đề chúng ta ra chỗ nào được em, mà chúng ta cần phải học hết tất cả những gì từ đầu học kỳ 2 cho tới cuối năm, và chúng ta bám bám sát vào trong cái clip của thầy á để ôn tập để mà chúng ta làm nha em nha. Câu 1A. Sắp xếp các số theo thứ tự. Thứ nhất là tăng dần. Câu A ở đây là tăng dần ha. Tăng dần thì nghĩa là chúng ta sắp xếp là từ gì? Từ nhỏ cho tới lớn thì nó sẽ là tăng dần, còn giảm dần là từ lớn cho tới nhỏ. À, bây giờ chúng ta có câu A này. Ở đây là có mấy số nè? 1, 2, 3, 4. Đúng không? Ở đây là âm 4 này. 10 phần 3, 9 phần âm 2, âm 22 phần 7. Như vậy thì ở đây chắc chắn là chúng ta phải xử lý một chút. Âm 4 thì để đấy, 10 phần 3 để đấy. Ở đây em thấy mẫu nó nói gì? Ở đây mẫu nó âm thì chúng ta xử lý là xử lý cho nó dương, nghĩa là 9 phần âm 2. 9 phần âm 2 thì cái mẫu nó có dạng là A phần âm B, thì chúng ta sẽ đưa dấu trừ lên trên tử để cho mẫu dương. Đó nào, bằng cách nhân cả tử với mẫu bao nhiêu? Bằng cách nhân cả tử với mẫu với âm 1. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi trở thành là âm 9 phần phần 2. Được chưa nào? Còn âm 22 phần 7, âm 7 thì em thấy rằng là ở đây là âm tử, âm mẫu, thì chúng ta mẫu ở đây là âm. Ở đây chúng ta nhân âm 1, ở đây nhân âm 1. Chỗ này nhân âm 1, chỗ này nhân âm 1 thì nó ra được là 22 phần 7. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi so sánh là âm 4, 10 phần 3, âm 9 phần 2 và 22 phần 7. Được nào? Thì bắt buộc thì chúng ta cần phải gì em? Cần phải quy đồng mẫu. Cần phải quy đồng mẫu để đưa về cùng mẫu để chúng ta so sánh. Tại vì nguyên tắc khi mà so sánh ấy, khi mà cùng mẫu thì chúng ta sẽ so sánh tử. Ở đây nó khác mẫu thì bắt buộc phải quy đồng thôi. Như vậy mẫu ở đây này, âm 4 thì mẫu ở đây nó sẽ là mấy em? Âm 4 thì chúng ta ngâm hiểu mẫu ở đây nó sẽ là 1. Mẫu ở đây nó sẽ 1. Như vậy mẫu của chúng ta là 1, 3, 2 và 7. Thì mẫu chung ở đây sẽ là bao nhiêu em? Mẫu chung của chúng ta ở đây sẽ là 42. Được nào? Thì bây giờ chúng ta ghi ở đây là âm 4 nó sẽ bằng là âm 4 phần 1, nó sẽ bằng ở đây, ghi ra chắc chắn mẫu đây sẽ là 42 này. 10 phần 3 mẫu ở đây sẽ là 42, cứ để đó, tí nữa thầy sẽ xử lý sau. Âm 9 phần ở đây là âm 2, âm 2 phần 9, bây giờ chúng ta đổi ngược trở lên âm 9 phần 2, ở đây mẫu là 42. Đó nè, âm 22 phần âm 7. Thì ở đây chúng ta đưa về 22 phần 7 thì đây cũng là mẫu, đây là 42.
Rồi, thì bây giờ ở đây chúng ta có này, chúng ta ghi tử lại, nhân 10 nhân âm 9 nhân và 22 nhân. Nhân cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái mẫu này này, chúng ta chia cho mẫu, lần lượt từng mẫu và nhân lên đến tử, nghĩa là thừa số phụ đấy. Lấy 42 chia 1, 42 chia 1 bằng 42, đây chính là thừa số phụ nên chúng ta nhân ở đây là 42 bằng ở đây. 42 chia 3, 42 chia 3 thì bằng bao nhiêu? Bằng 14 đúng không? Bằng 14, nhân ở đây cho 14 này, bằng này. 42 chia 2, 42 chia 2 thì bằng bao nhiêu em? Bằng 21 đúng không? Ta nhân dùm thầy đây cho 21. 42 chia 7 là bằng 6, nhân thầy đây cho 6, bằng. Rồi, bây giờ nhân ra thôi, được không? Đáng lẽ thầy sẽ tính ngồi nháp nhưng mà thuận lợi nhanh chóng thì thầy sẽ nhân bằng máy tính cho em xem. Âm 4 nhân 42, ta lấy 4 nhân 42, sau đó thêm nhiều âm nữa, đây là bằng âm 168 phần 42. Cái này thì không cần bấm ha, bằng 140 phần 42. 9 nhân cho 21, âm 189, 6 nhân 22 ha, 132. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ, sau khi đưa về cùng mẫu, ở đây là cùng mẫu 42 này, thì chúng ta sẽ so sánh ở trên tử này trước, được không? Đấy. Chúng ta so sánh là vì bây giờ chúng ta so sánh tử này, âm 168 này, 140 này, âm 189, 132 thì số nào nhỏ nhất này? Số nào nhỏ nhất em? Bây giờ nhỏ nhất chắc chắn phải là hai số âm này, và trong hai số âm này thì số nào nhỏ hơn? Đó chính là âm 189 đúng không? Âm 189 thì nó sẽ nhỏ hơn âm 168 và nó sẽ nhỏ hơn. Ở đây 140 và 132 thì 132 sẽ nhỏ hơn 140. Được chưa? Nên âm 189 phần 42. Bây giờ ráp mẫu vô. Hiểu không? Được chưa? Vậy bây giờ âm 189 và 42 đây là tương đương với ứng với thằng này. Thằng này thì bằng thằng này này. Như vậy 9 bằng âm 2. Âm 168 thì đây tương ứng với âm 4. Đúng chưa? Âm 132 thì tương ứng với lại âm 22 phần âm 7. 140 đâu rồi? Đây, tương ứng với 10 phần 3. Thế đó. Đó. Cái kết quả cuối cùng là ở đây này. Thì phải thông qua bước này và phải thông qua bước này và phải thông qua cái bước quy đồng mẫu. Thấy chưa? Một câu mà câu A mà thầy thấy em thấy là nó rất là dài. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu B nha. Chúng ta nên ghi một câu nữa bây giờ. Do đó ta sắp xếp được theo thứ tự tăng dần như sau. Như vậy nó sẽ là âm 9 phần 2 này, âm 4 này, âm 22 phần âm 7 này và 10 phần 3. 10 phần 3 là lớn nhất. Được chưa? Ta sẽ đi sang câu B em nha. Câu B tương tự như vậy, chúng ta làm câu B. Như vậy thì ở đây á là âm 6 này, âm 12, 4 này đã chính là 4 phần 1 đúng không? 4 đây chúng ta hình dung đây chính là 4 phần 1, 31 phần 8. Chứng tỏ chúng ta đi tìm mẫu chung của 6, 12 và 8. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bấm bằng máy tính bằng cách sử dụng cái phím chức năng A Alpha LCM này. Chúng ta bấm lại để gọi cái bộ chung nhỏ nhất em. Như này là hai số nhưng mà cái mẫu chúng ta là mấy mấy mẫu, ba mẫu thì chúng ta bấm hai lần. Giờ nhập vô 6, 12, 8 đúng không? 6 này bấm phẩy chỗ này là bấm shift giống ngoặc phẩy ha. 12 shift ngoặc tiếp, 8 đóng ngoặc lại. 24 ha, mẫu chung ta là 24. Như vậy thì ở đây còn bạn nào hoặc là phụ huynh nào mà chưa biết cách bấm á thì vào trong chuỗi clip
Vậy hướng dẫn cách bấm tim bộ chung nhỏ nhất là đã có trong kênh nha. Như vậy thì ở đây là cái mẫu chung của chúng ta đó chính là 24. Thì bây giờ chúng ta ghi từng cái là nè. Câu B ha. 25 phần âm 6. Mẫu ở đây là âm. Mẫu ở đây âm thì chúng ta đưa lên trên tử để cho nó dương là 25 phần 6. Sau đó chúng ta ghi dùm thầy cái mẫu ở đây là 24. Âm 25 ghi lại để tí nữa ghi nhân thừa số phụ. Âm 47 phần âm 12. Ở đây âm âm thì ra dương. Đây 24. Rồi. 4 ở đây nghĩa là 4 phần 1. 24 4 nhân ở đây. Âm 31 phần 8. Như vậy đây là âm âm 31 ghi lại đây. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tìm thừa số phụ. Em lấy 24 chia cho 6 là bằng 4, nhân ở đây cho 4 này. 24 chia 12 là bằng 2, nhân đây cho 2 này. Tí nhân xong. 24 chia 1 bằng 24, nhân đây cho 24 này. 24 chia 8 là bằng 3, nhân ở đây cho 3 này. Các em hiểu không? Âm 25 nhân cho 4 là bằng âm 100 này. Phần 24 này. 47 nhân cho 2. 47 nhân 2 bằng 90. 94 phần 24 này, cái nào nhẩm được thì nhẩm luôn. 4 nhân cho 24 là bằng 96 này. 24. Cái này bằng bao nhiêu? Âm 93. Số nào lớn thì thầy dùng máy tính, số nhỏ nhẩm luôn nha. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ so sánh. Ở đây người ta yêu cầu các em sắp xếp theo thứ tự là giảm dần. Giảm dần nghĩa là từ lớn cho tới bé thì nó sẽ giảm dần. Vì này. Thì bây giờ chúng ta xác định số lớn nhất. Ở đây là hai số âm thì chắc chắn sẽ nhỏ hơn hai số dương. Trong hai số dương này thì 94 và 96 thì 96 sẽ lớn nhất. Vì 96 này sẽ lớn hơn 94. Đúng không? Bây giờ hai số âm, âm 100 và âm 93 thì số nào lớn hơn? À, âm 93 sẽ lớn hơn. Chứng tỏ đây là âm 93 và lớn hơn âm 100. Bây giờ ráp mẫu vô. Nên 96 phần 24 sẽ lớn hơn 94 phần 24, lớn hơn âm 93 phần 24 và lớn hơn âm 100 phần 24. Đúng chưa? Vậy 96 phần 24 thì nó tương ứng đây chính là số 4. 94 phần 24 thì tương ứng là âm 47 phần âm 12. Âm 93 phần 24 là đây, tương ứng âm 31 phần 8. 100 thì đây chính là 25 phần âm âm 6. Sau đó chúng ta sắp xếp. Do đó ta sắp xếp được theo thứ tự giảm dần như sau. Như sau. Như vậy nó sẽ là 4 này, âm 47 phần âm 12 này, âm 31 phần 8 và 25 phần âm 6. Xong. Hiểu chưa? Nghĩa là sắp xếp giảm dần là từ lớn cho tới bé. Cách làm ta là như thế này. Đầu tiên chúng ta đi tìm mẫu chung trước. Sau khi đi tìm mẫu chung xong, sau đó chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Quy đồng, sau đó cùng mẫu rồi chúng ta sẽ sánh là tử, ráp mẫu vô và chúng ta kết luận mấy cái thằng mà chúng ta cần phải sắp xếp và so sánh này. Thì cái bài này sắp xếp thì nó tương tự như so sánh thôi các em, không khác gì cả. Cỡ cả cái bài này thì cũng giúp cho các em biết được quy đồng luôn này. Mà khi biết được quy đồng rồi thì chúng ta sẽ cộng trừ phân số rất là dễ luôn. Có đúng như thế nào? Nghĩa là các bài này gần như nó sẽ liên quan với nhau hết nha. Ta sẽ đi sang ở bài số 2 các em nha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu số 2 các em nha. Câu số 2. Đây là một câu. Trong đây gồm có hai câu nhỏ. Câu thứ nhất, câu A, đó chính là chúng ta đi sang làm cái bài tìm x. Tìm x ha. Biết ở đây là âm 5 phần 8 còn x sẽ bằng âm 7 phần 6. Thì ở đây chúng ta áp dụng một là chuyển vế đổi dấu, hai là số hạng cầm số hạng bằng tổng này. Để tính số hạng này thì lấy tổng này trừ cho số hạng này. Đúng nào? Như vậy thì để tính x này là số hạng thứ hai, chúng ta lấy tổng là âm 7 phần 6 trừ cho số hạng này. Trừ cho, mà cái bản thân cái anh này là trừ 5 phần 8 thì ta chuyển qua. Cái này rất là dễ sai các em nha, ta để ý nha. Cái dấu trừ này á là theo cái gì?
để tính số hàng thứ hai chúng ta lấy tổng trừ cho số hàng thứ nhất. Mà số hàng thứ nhất là nhớ lưu ý là đây là cái nhau âm này, các em rất dễ sai chỗ này. Như vậy x này sẽ bằng là âm 7 phần 6 trừ với trừ này, trừ với trừ thì thành gì các em, trừ trừ thì thành cộng 5 phần 8. Thì cái này chúng ta sẽ tiến hành quy đồng và tính toán ra. Như vậy mẫu chung để mà chia hết cho cái này thì đó chính là số bao nhiêu em, đó chính là số 24, đúng không? 24. Như vậy đây chúng ta lấy 24 cộng đây 24, 24 ở đây chúng ta ghi âm 7 ở đây, nhân 5 nhân ở đây, 24 chia 6 là được 4 nhân ở đây này, 24 chia 8 được 3 nhân ở đây. Như vậy x này sẽ bằng âm 7 chia nhân cho 4 là bằng âm 28 phần 24 cộng đây cho 15 phần 24. Khi đó x này sẽ bằng ta ghi 24 lại. Cái này thầy làm quá chi tiết nè, quá chi tiết luôn em. Cho một số giáo viên á thì sẽ nhảy từ bước này sang bước này luôn, bỏ qua bước này hoặc là bỏ qua bước này qua bước này luôn đó. Nên khi em nhìn như vậy thì có một số bạn không có hiểu tại sao ra như vậy đó. Như vậy thì ở đây chúng ta lấy âm 28 cộng cho 15 thì kết quả đây sẽ bằng âm 13 phần 24, được không? Chúng ta kết luận ở đây là vậy, x bằng âm 13 phần 24, xong. Vậy thôi, được chưa? Và các em lưu ý chỗ bước này rất là dễ sai, ta hết sức lưu ý. Chỉ có bước này thôi này, còn trừ với trừ thành cộng này, trừ trừ thành cộng, lưu ý nha. Ta sẽ đi sang ở cái câu tìm x ở, cũng ở trong câu A này. Như vậy x của chúng ta bằng x trừ cho âm 34, âm 3 phần 4 bằng âm 14 phần 25 đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là số bị trừ, số trừ hiệu, để tính số bị trừ lấy hiệu cộng cho gì, cộng cho số trừ, đúng không? Như vậy x này sẽ bằng là gì nghe, x này sẽ bằng là âm 14 phần 25, hay nói cách khác chuyển quế đổi dấu, chuyển cả cái thằng này qua bên đây đổi dấu thì trừ này thành cộng, nghĩa là cộng âm 3 phần 4. Rồi bây giờ tiến hành quy đồng thôi. Như vậy mẫu chung ở đây chia hết cho 25 với 4, nhỏ nhất đó chính là số bao nhiêu, số 100 đúng không? 100. Như vậy ở đây 100 này, 100 chia cho 25 bằng 4, lấy 4 nhân chéo lên đây. Như vậy thì ở đây sẽ bằng là âm 50, âm 56. 100 chia 4 bằng 25 nhân chéo đây là bằng âm 70, âm 75. Như vậy đây là cùng mẫu rồi, viết 100 lại, âm 56 cộng cho âm 75. Như vậy x này sẽ bằng là âm 130, âm 131 phần 100. Vậy x bằng âm 131 phần 100, xong. Vậy đó, rất là dễ, câu nào dễ thầy sẽ làm nhanh mà câu khó thầy sẽ làm chậm. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái câu B nha. Ta đi sang câu B, tính ta có âm 3 cộng cho 3 phần âm 5 cộng 2 bằng. Như vậy ở đây theo thứ tự thực hiện phép tính đó, thì chúng ta tính trong ngoặc trước nha. Còn cái âm 3 cộng này thì để đó. Bây giờ trong ngoặc này thì bắt buộc ta phải tiến hành quy đồng. Như vậy thì mẫu chung ở đây là mẫu, ở đây là âm thì chúng ta đưa lên trên đây là cho nó dương. Như vậy mẫu chung ta là 5, đúng không nào? Như vậy đây sẽ bằng âm 3 phần 5. Cái số 2 này ta sẽ viết trở thành là 10 chia cho 5, tại 10 chia 5 bằng 2, đúng không nào? Như vậy ở đây sẽ bằng là gì nè, âm 3 cộng, âm 3 cộng 10 là bằng 7 phần 5. Tiếp tục chúng ta quy đồng một lần nữa là xong. Như vậy thì âm 3 này chúng ta viết dưới dạng mẫu 5 thì nó sẽ ra được là âm 15, âm 15 phần 5 cộng cho 7 phần 5. Như vậy ở đây sẽ bằng là âm 8 phần 5, xong. Được chưa nào? Tiếp tục em. Ở đây chúng ta có phép nhân. Nhân thì chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, đúng không? Cứ dấu nhân với dấu âm thì chúng ta ngăn cách bởi dấu ngoặc. Âm 5 nhân cho âm 13, thầy nói âm 5 nhân cho 13 thì sẽ bằng bao nhiêu em? 60, âm 65 đúng không? 11 x 8 là bằng âm 88.
âm thì âm đi lên thì thành dương trở thành 65/88 sao. Tiếp tục 4/5 chia cho âm 6/15 nhân cho âm 12/13 thì ở trong một phép tính á mà có nhân và chia không á thì người ta theo thứ tự thực hiện phép tính thì người ta sẽ làm từ trái sang phải, nhớ nha, chứ không phải làm từ phải sang trái là sai, mà phải làm từ trái sang phải. Từ trái sang phải nghĩa theo hướng này nè, từ này qua đây, như vậy nghĩa người ta thực hiện phép chia này trước. Như vậy 4/5 chia thì trở thành nhân ngược đảo, trở thành là 15/6 nhân cho âm 12/13 đúng không? Chúng ta nhân lại lấy tử 15 nhân âm 12, 5 nhân cho âm 6 và nhân cho 13. Bốn nhân cho 15 nhân cho 12 sẽ bằng là âm 720. 5 nhân 6 nhân 13 sẽ bằng là âm 390. Sau đó ta tiến hành rút gọn. Âm thì âm này ra dương rồi, ta bấm nhập trên máy tính là 720 chỉ cho 390. 24/13 nha. Đó. Được chưa? Vậy thôi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở các cái bài còn lại. Các em nên làm trước em nha. Đây. Câu số 3 trở đi này. Ok chưa nào? Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye.